Hôm nay hello chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm nhà kinh doanh để coi đồng hồ. Vô được không? Làm gì vậy? Ba Hiền, rồi. Đang thăm có gì không? Hôm nay qua coi đồng hồ chứ sao? Đang làm gì vậy mà thấy đồng hồ hết trơn vậy? Đóng đơn cho khách đi bay lô được không? Đây đi Hà Nội đây. Anh này đi nguyên lô hả? Đồng hồ đi nguyên lô đây. Còn có con gỗ này vậy? Này là thích hợp với doanh nhất nè. Này cái gì đây? Này là đồng hồ này, cái gì? Móc khác trẻ em. Tôi mới có 2 tuổi à? Tôi 6 múi mà cho cái đồng hồ này sao được? Cái này nhiêu tiền đây? Cái này hả? 30.000 thôi. Cộng phí ship vô nha các bạn. 30.000 còn cộng phí ship nữa. Sao đeo vàng dữ vậy? Đeo vàng dữ à? Cái này là cho cô Ngọc giật nợ á, nó giật nó yên tâm tặng nó ngủ, nó giật nợ tiền mà tay biết của mình nó biết không? Biết rồi. Mình đang tạo phúc cho nó. Đeo vô để cho nó nói má tao giật là yên tâm rồi, tao giật là vừa, tao giật là đúng. Tôi có hỏi vô sao trả lời dài quá vậy? Người ta mới hỏi có đeo vàng hay mà dài dòng. Tại sao? Tại vì vấn đề vàng bạc này nó vấn đề nó mẫu biết không? Hình như vàng hai bộ nó khác màu vậy. Tại vì màu nó vậy. Phải không? Sao nó màu vậy? Vàng là cái gì? Vàng giả. Vàng giả chứ không? Giả hơn trời, bả cầm cái dao nhỏ chém mình rồi. Thôi, mình rút lui luôn. Lần sau bả có lô mới mình lại coi. Giờ chạy ha. Phát hiện vàng giả hả?